chào và cảm ơn quý vị các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của cả nước chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2022. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 năm 2022, huyện Than Uyên đã long trọng tổ chức Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ 11 năm 2022 và kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Than Uyên 15 tháng 10 năm 1952, 15 tháng 10 năm 2022. Dự ngày hội có đồng chí Giảng Báo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, đồng chí Lò Văn Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, anh hùng lực lượng vũ trang Tổng Văn Châu. Phát biểu khai mạc tại chương trình nghệ thuật chào mừng, đồng chí Lò Văn Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh: Kính thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách, Than Uyên là một trong những cái nôi văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Truyền thống lịch sử văn hóa ấy được kết tinh từ sự kháng tạo trong lao động sản xuất, được lưu giữ, trao truyền các giá trị văn hóa về phong tục tập quán, lễ hội, ẩm thực của nhiều thế hệ đồng bào các dân tộc và sự đoàn kết gắn bó, tình yêu quê hương, đất nước của nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên. Dòng chảy lịch sử đã sản sinh, lưu truyền bản sắc riêng có từng dân tộc, hội tụ, hòa quyện cùng nhau tạo nên một nét văn hóa đậm đà, nét chung của các dân tộc huyện Than Uyên. Ngày Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Đặc biệt năm nay, huyện Than Uyên tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Than Uyên cùng với hoạt động Ngày Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa các dân tộc của huyện lần thứ 11 năm 2022. Đây là niềm tự hào và là ngày hội của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Than Uyên. Các sự kiện năm nay được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 tại sân vận động huyện Than Uyên và khuôn Vân Hồ huyện Than Uyên. Quý vị đại biểu và du khách sẽ được giao lưu với các trò chơi dân gian, không gian văn hóa 4 dân tộc Mông, dân tộc Dao, dân tộc Thái và dân tộc Khơ Mú. Giới thiệu trích đoạn lễ hội Kin Pang của dân tộc Thái Đen, lễ hội mừng cơm mới của dân tộc Khơ Mú, trưng bày giới thiệu triển lãm sách quảng bá các sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm văn hóa của các huyện trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là màn múa xòe tiếng gọi Tây Bắc với trên 1.500 người tham gia, lần đầu tiên tổ chức tại huyện Than Uyên, trình diễn thuyền hơi với sự tham gia của câu lạc bộ thuyền hơi phía Bắc, các hoạt động văn hóa ẩm thực tại các điểm du lịch như đồi thông Than Uyên, khu du lịch Lấp Hưu, đàng cá Thẩm Phế và tuyến phố đi bộ. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách, Ngày Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Than Uyên nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống đặc sắc của các dân tộc, là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, quần chúng, nhân dân các dân tộc trong và ngoài huyện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn và phát huy, giữ gìn giá trị văn hóa, truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, tăng cường khối đoàn kết giữa các dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa, vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có của Than Uyên tới bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh. Chương trình nghệ thuật chào mừng gồm 3 phần: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, Hương sắc Lai Châu,
Than Uyên, Vang Mãi, Khúc Ca Ngày Hội với các tiết mục hát múa, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi vẻ đẹp, những giá trị văn hóa truyền thống và tình người Lai Châu nói chung và huyện Than Uyên nói riêng. Đặc biệt, sau chương trình nghệ thuật, các đại biểu nhân dân cùng hòa mình vào màn múa xòe với chủ đề Tiếng Gọi Tây Bắc với sự tham gia của trên 1.500 diễn viên, quần chúng đến từ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Đây là màn múa xòe lớn nhất đầu tiên được thực hiện tại huyện, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của nghệ thuật xòe Thái, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới vào cuối năm 2021. Được các quý vị đại biểu, khách quý, cán bộ đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, người nước ngoài đến chung vui, cổ vũ, động viên. Quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Than Uyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Than Uyên, 15 tháng 10 năm 1952, 15 tháng 10 năm 2022. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Giảng Bá Mỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện qua các thời kỳ, lãnh đạo các xã thị trấn trên địa bàn huyện Than Uyên. Diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của huyện Than Uyên tại lễ kỷ niệm nêu rõ, Than Uyên là vùng đất cổ thuộc văn hóa hòa bình. Đến nay, Than Uyên đã trải qua 7 lần điều chỉnh địa giới hành chính thuộc các tỉnh Sơn La, Yên Bái, khu tự trị Thái Mèo, Nghĩa Lộ, Hoàng Liên Sơn, Lào Cai và Lai Châu ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với bộ đội chủ lực hiệp đồng chiến đấu và sự nỗ lực bền gan của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên, ngày 15 tháng 10 năm 1952, huyện Than Uyên đã hoàn toàn được giải phóng. Trải qua 74 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ huyện, 70 năm ngày giải phóng với những mốc son rực rỡ, đến nay huyện Than Uyên đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới, đời sống nhân dân các dân tộc được nâng lên rõ rệt. Năm 2018, huyện thoát khỏi huyện nghèo, kinh tế phát triển khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển toàn diện, hình thành nhiều mô hình sản xuất hàng hóa. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng, thu ngân sách đạt trên 55 tỷ đồng, 7 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 đến 4 sao. Với nhiều kết quả nổi bật trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Huân chương lao động hạng nhất năm 2013, Huân chương lao động hạng 3 năm 2015, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng cờ đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc năm 2009. 4.612 cá nhân được tặng huân chương, huy chương hạng nhất, nhì, ba và huân chương chiến công giải phóng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên trong những năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế, phát huy nội lực, huyện Than Uyên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền huyện Than Uyên cần xác định rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng văn hóa xã hội là nền tảng tinh thần vững chắc. Trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế, phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, tập trung lãnh đạo chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung phát triển du lịch, dịch vụ, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tăng nhanh sản lượng lương thực có giá trị kinh tế, tăng tỷ trọng trong chăn nuôi, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chú
trọng phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tại buổi lễ trọng thể hôm nay, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu, tôi kêu gọi các cấp, các ngành cùng toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên tiếp tục phát huy truyền thống của huyện anh hùng, luôn đoàn kết, quyết tâm một lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 18, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, xây dựng Than Uyên ngày càng phát triển giàu đẹp. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng hoa của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng huyện Than Uyên. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể, 25 cá nhân, 12 hộ gia đình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên tặng giấy khen cho 52 tập thể, 157 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Than Uyên, 15 tháng 10 năm 1952, 15 tháng 10 năm 2022. Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, diễn viên không chuyên, vận động viên, các hạt nhân thể thao, văn nghệ tại các địa phương trong toàn huyện. Tại ngày hội, diễn ra các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, tù lưu, đua thuyền đuôi én, cà kheo, giã bánh dày. Cùng với đó là các hoạt động thi văn nghệ quần chúng, trang phục dân tộc và tổ chức trình diễn một số lễ hội dân tộc, trưng bày không gian văn hóa dân tộc, hội trại thanh niên, trưng bày sản phẩm ô cốp, triển lãm sách, ảnh. Các nội dung thi đấu, diễn duyệt, trình diễn trong ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Than Uyên đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, cổ vũ động viên là người dân sinh sống trên địa bàn và các địa phương lân cận. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã tôn vinh, trao các giải nhất, nhì, ba ở từng nội dung và giải toàn đoàn. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Mường Cang, giải nhì xã Mường Than và giải ba thuộc về xã Mường Kim. Thưa quý vị, trước đó nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều ngày mùng 1 tháng 9, đoàn đại biểu của tỉnh và huyện Than Uyên do đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại nhà văn hóa Bản Lướt, xã Mường Kim. Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã ôn lại lịch sử cách mạng và truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ôn lại chặng đường hơn 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Lai Châu. 74 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Than Uyên, 70 năm ngày giải phóng huyện Than Uyên, 15 tháng 10 năm 1952, 15 tháng 10 năm 2022. Xin hứa kế thừa và phát huy truyền thống đó, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, huyện Than Uyên nguyện tiếp tục đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đảm bảo quốc phòng an ninh, huy động các nguồn lực xây dựng huyện Than Uyên nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Chiều cùng ngày, đoàn công tác của huyện do đồng chí Lò Văn Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện. Tại buổi lễ, sau phút tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đã dâng vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm và thắp hương từng phần mộ liệt sĩ để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Đây là hoạt động thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn. Tri ân lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 9, đoàn các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Than Uyên qua các thời kỳ đã đến tham quan phòng truyền thống Đảng bộ huyện. Tiếp đón đoàn có đồng chí Lê Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Phòng truyền thống Đảng bộ huyện là công trình chào mừng 74 năm ngày thành lập Đảng bộ, mùng 7 tháng 8 năm 1949, mùng 7 tháng 8 năm 2022. 70 năm ngày giải phóng huyện Than Uyên, 15 tháng 10 năm 1952, 15 tháng 10 năm 2022.
Đây là nơi trưng bày, giới thiệu các tư liệu, hiện vật lịch sử trong 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ huyện, giới thiệu về các dân tộc, thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên đã đạt được trong những năm qua. Tưởng nhớ đến Bác Hồ muôn vàn kính yêu, hình ảnh chân dung các đồng chí lãnh đạo huyện Than Uyên qua các thời kỳ, ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh đến thăm và làm việc tại huyện Than Uyên. Cùng ngày, đoàn các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Than Uyên đã đi thăm vùng chè, cầu vàng, chợ phiên bản Nậm Bắt và tặng quà xã Tà Mung. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 5 tháng 9, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Than Uyên đã đồng loạt tiến hành lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Dự lễ khai giảng tại các đơn vị trường học có các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các phòng ban, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn. Năm học 2022-2023, toàn huyện có 39 trường và một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trong đó có 12 trường mầm non, 11 trường tiểu học và 12 trường trung học cơ sở, 4 trường trung học phổ thông và một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên với tổng số 707 lớp và hơn 20.000 học sinh. Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2022, Trường Trung học Cơ sở Dạ Phúc Than tổ chức lễ khai giảng năm học mới và đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Tới dự có Đại tá Nguyễn Viết Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Lò Văn Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại biểu Phòng Giáo dục huyện, lãnh đạo xã Phúc Than, đại biểu các doanh nghiệp, trạm trại trên địa bàn và phụ huynh học sinh nhà trường. Tại lễ khai giảng, đại biểu và các em học sinh đã được nghe thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới. Trường Trung học Cơ sở xã Phúc Than là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, trong năm học 2021-2022 vừa qua, tập thể nhà trường đã có nhiều cố gắng, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức phong phú các hoạt động giáo dục, tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi và đạt thành tích cao. Trường có 9 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, trường đạt giải khuyến khích gian trưng bày sản phẩm và giải 3 thi đấu robot trong ngày hội STEM cấp huyện, 6 giải hội khỏe phù đồng cấp huyện, giải nhì hội thi tiếng hát dân ca các dân tộc huyện Than Uyên, giải nhì hội thi tiếng hát công nhân viên chức. Nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc và được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen, nhiều cá nhân đạt thành tích cao và được các cấp khen thưởng. Năm học 2022-2023, Trường Trung học Cơ sở xã Phúc Than có 950 học sinh, 23 lớp, 51 cán bộ giáo viên, nhân viên và người lao động. Nhà trường vinh dự đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Viết Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho nhà trường. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lò Văn Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã chúc mừng và biểu dương ghi nhận những kết quả mà Trường Trung học Cơ sở xã Phúc Than đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Một, Ban Chủ ủy, Ban giám hiệu nhà trường cần chủ động tích cực sáng tạo trong quản lý điều hành, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy, xây dựng các phương án dạy học linh hoạt phù hợp với diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương để đảm bảo an toàn trường học. Quan tâm xây dựng cảnh quan trường lớp, giữ vững danh hiệu trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn và danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu năm 2023, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục cơ sở ở mức độ 2. 2. Các thầy giáo, cô giáo trong nhà trường thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, tập trung đổi mới phương pháp hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đảm bảo sự hài hòa giữa trí, đức, thể, mỹ trong giáo dục. 3. Các cháu học sinh cần có sự nỗ lực tự giác trong học tập để nâng cao kiến thức, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, kỹ năng sống ứng xử trong xã hội, hăng hái tham gia các phong trào thi đua của nhà trường, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, là những chủ nhân tương lai của đất nước, những công dân tốt của xã hội, xứng đáng với tình cảm, sự chăm lo của cha mẹ, thầy cô và xã hội dành cho các em. 4. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội và nhất là các bậc cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội tiếp tục quan tâm và chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo,
ưu tiên tạo điều kiện tốt nhất, đầy đủ nhất cho việc học tập, phấn đấu và rèn luyện của con em chúng ta, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Tôi tin tưởng rằng với sự chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn dân đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo, với khí thế thi đua mới, với quyết tâm của đội ngũ thầy giáo, cô giáo và tinh thần hiếu học của học sinh, thầy trò nhà trường trung học cơ sở xã Phúc Tân sẽ thành được nhiều thắng lợi, nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Viết Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lai Châu đã trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh Lai Châu cho một đồng chí giáo viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2019-2020 đến năm học 2021-2022. Đồng chí Lò Văn Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện trao giấy khen của Ủy ban dân huyện cho 4 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc và sáng kiến cải tiến năm học 2021-2022. Đồng chí Nguyễn Viết Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Lò Văn Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tặng hoa, trao quà, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường. Nhân dịp này, Quỹ Nâng Bước Em Đến Trường tỉnh và một số tổ chức cá nhân đã tặng hoa quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các đơn vị trường khác trong huyện, sáng ngày 5 tháng 9 năm 2022, các trường học trên địa bàn xã Tà Gia đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Tới dự chung vui có đồng chí Nguyễn Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã. Năm học 2021-2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền và của toàn xã hội, các đơn vị trường học trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả rõ nét trong công tác dạy và học. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp mầm non vào bậc tiểu học, tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt 100%. Công tác bán trú được duy trì, cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp ngày càng xanh sạch đẹp, chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được nâng lên, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của huyện ngày càng phát triển. Bước vào năm học mới, ba trường xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành và của địa phương, tích cực đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, coi trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất, tạo cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả cụm trường xã Tà Gia đã đạt được. Trong năm học mới, đồng chí đề nghị các đơn vị trường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều sáng tạo trong quản lý điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng văn hóa học đường. Các thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương tự học và sáng tạo, tất cả vì học sinh thân yêu, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thực hiện tốt công tác bán trú, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra, đưa sự nghiệp giáo dục của Tà Gia ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9 năm 2022, cụm trường mầm non, trường tiểu học, phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Tà Hừa đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 và đón bằng công nhận trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Tà Hừa đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Dự lễ khai giảng có đồng chí Trần Quang Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại biểu Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Ban giám hiệu, các thầy cô giáo, ban phụ huynh học sinh và toàn thể các bậc phụ huynh học sinh nhà trường. Năm học 2021-2022, cụm trường xã Tà Hừa đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong hoạt động, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục truyền thống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, quan tâm đầu tư công tác giáo dục thể chất, an ninh quốc phòng, hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao, chú trọng phát triển, tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi, chú trọng đầu tư và thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà cho học sinh. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Tà Hừa, tiền thân là trường trung học cơ sở số 2 xã Tà Hừa, được chia tách và thành lập năm 2002.
Đến tháng 7 năm 2012, trường được đổi tên thành Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở xã Tà Hừa. Quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của tỉnh, huyện, các ban ngành đoàn thể huyện, cấp ủy chính quyền xã, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác dạy và học của thầy và trò nhà trường. Để phấn đấu nâng chuẩn lên mức độ 1, nhà trường luôn nỗ lực xây dựng kế hoạch và tìm ra nhiều giải pháp tích cực hiệu quả trong quá trình thực hiện. Đến nay, 100% giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn theo quy định, 100% học sinh nhà trường có độ tuổi đảm bảo theo quy định. Chất lượng giáo dục hai mặt của nhà trường luôn ổn định và từng bước được nâng lên. Năm học 2016-2017, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 56,1%. Đến năm học 2020-2021, tăng lên 69,7%. Hạnh kiểm khá tốt luôn đạt 95%. Từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021, số học sinh tốt nghiệp trường trung học cơ sở luôn đạt 100%. Cơ sở vật chất được đầu tư với đủ các phòng chức năng và phòng học chuyên môn. Với những giải pháp hết sức thiết thực trong công tác dạy và học, nhà trường đã vinh dự được Ủy ban dân tỉnh trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, chúc mừng thành tích mà tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh ba nhà trường đã đạt được trong những năm qua. Chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở xã Tà Hừa đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống, thế mạnh, cố gắng hơn nữa nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo gắn với đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học, phấn đấu gặt hái nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Chiến, Ủy viên Ban chấp hành huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở xã Tà Hừa. Nhân dịp này, đồng chí Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao quà của huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cho tập thể 3 trường mầm non, tiểu học, Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở xã Tà Hừa. Trao quà của quỹ tiếp bước cho em đến trường Than Uyên cho các em học sinh của 3 trường có hoàn cảnh khó khăn vươn lên có thành tích tốt trong học tập. Đảng ủy chính quyền xã Tà Hừa trao quà cho các em học sinh vượt khó trong học tập. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.